Thưa quý vị và các bạn, nhiều du khách lần đầu khi đến với Phố Hiến Hưng Yên đã từng đặt câu hỏi rằng danh tiếng của Phố Hiến năm xưa sầm uất xứng danh bậc nhất nhì của cả nước và nổi tiếng khắp thế giới thì nay còn lại những gì và Phố Hiến hôm nay thì có gì hấp dẫn. Để phần nào giải đáp những thắc mắc của du khách, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi tham quan những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử và những địa danh được lưu giữ trong suốt nhiều thế kỷ qua gắn liền với bức hưng thịnh của Phố Hiến. Qua đây quý vị và các bạn không chỉ được tham quan những danh thắng đặc sắc mà sẽ còn được thưởng thức những đặc sản của Phố Hiến mà trước đây đã từng là sản vật để tiến vua. Từ các công trình nghiên cứu trên nhiều phương diện, cách tiếp cận khác nhau và thực tế là sự hiện diện còn lại của các công trình kiến trúc cổ như đền, đình, chùa, miếu, tên làng, tên xã và các địa danh cổ còn đến ngày nay cho thấy. Phố Hiến, thị xã Hưng Yên là vùng đất cổ được hình thành từ thời Hùng Vương dựng nước. Đến thế kỷ thứ 9, thứ 10 đã có sự giao thương buôn bán. Song thời kỳ phát triển của Phố Hiến là từ thế kỷ 16, phát triển cực thịnh vào thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18. Thời kỳ hưng thịnh, Phố Hiến không chỉ là thương cảng sầm uất tấp nập trên bến dưới thuyền, dân cư đông đúc, mà đã có tới 20 phường nghề và phường buôn cùng nhiều thương điếm của người Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan. Ban đầu, Phố Hiến chỉ là nơi trao đổi các sản phẩm thủ công, nông nghiệp và một số hàng hóa Trung Quốc. Do vị trí giáp sông Hồng, thuận đường lên thành Thăng Long, Hà Nội, Phố Hiến đã sớm trở thành chợ kiêm bến cảng và có phường và là lỵ sở của trấn Sơn Nam. Cũng vào thế kỷ 16-17, sự giao lưu các nước vùng biển Đông ngày càng trở nên nhộn nhịp. Thương nhân các nước Trung Quốc, Nhật Bản, sau đó là Bồ Đào Nha, Hà Lan đến Việt Nam ngày càng nhiều. Mà vua Lê Chúa Trịnh thì chủ trương ngăn cấm việc ra vào tự do của người nước ngoài ở kinh đô. Vì thế, Phố Hiến đã trở thành nơi trú chân quan trọng của thương nhân nước ngoài, kết hợp với dân cư bản địa hình thành lên thương cảng Phố Hiến phát triển trong nhiều thế kỷ. Thời hưng thịnh, Phố Hiến phát triển tới 20 phố phường buôn cùng nhiều thương điếm kho hàng của người nước ngoài, có khoảng 40 dòng họ người Hoa, người Nhật Bản đến định cư sinh sống, tạo thành những phố khách đông vui nhộn nhịp. Như khu phố Bắc Hòa Thượng, nay là đường Trưng Trắc, khu Bắc Hoài Trung Phố, nay là đường Điện Biên Ba, phường Quang Trung, và Bắc Hòa Hạ Phố, nay là đường Phố Hiến, phường Hồng Châu. Tại các khu vực này, hiện vẫn còn nhiều dòng họ gốc Hoa đang sinh sống như các họ Tiết, Từ, Ôn, Hoàng, Quách, Khâm, Bạch và Hứa. Minh chứng quan trọng về quá khứ phát triển thịnh vượng của Phố Hiến còn đến hôm nay là một quần thể di tích lịch sử dày đặc với 60 di tích kiến trúc gồm đình, đền, chùa, miếu và hàng nghìn bia ký, cổ vật thuộc nhiều loại hình khác nhau. Trong đó có nhiều di tích lịch sử có kiến trúc độc đáo, đặc biệt có giá trị như quần thể di tích đền Trần, đền Mẫu bên Hồ Bán Nguyệt, đình chùa Hiến, Đông Đô Quảng Hội, cụm di tích đền Thiên Hậu Võ Miếu, cụm di tích Văn Miếu Chùa Chuông, đền Mây cùng hàng trăm di tích đã được xếp hạng khác, đủ minh chứng cho đô thị một thời rực rỡ vàng son. Điểm đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn đó chính là cụm di tích bên bờ hồ Bán Nguyệt. Đây không chỉ là trung tâm của Phố Hiến xưa, mà ngày nay đây cũng chính là điểm dừng chân đầu tiên của nhiều du khách khi đến với Phố Hiến. Bởi ngoài cảnh quan thiên nhiên hài hòa thơ mộng, thì bên bờ hồ Bán Nguyệt còn có các công trình kiến trúc cổ đặc sắc và rất linh thiêng. Hồ Bán Nguyệt đã được ví như cánh võng mắc hai đầu thời gian, một đầu xưa Phố Hiến, một bây giờ Hưng Yên. Mặc thời gian và biến thiên lịch sử, hồ Bán Nguyệt quanh năm mặt nước vẫn trong xanh phẳng lặng, bốn mùa cây xanh râm mát. Nhiều người cho rằng hồ là do thiên tạo hình thành lên một khúc sông Phú Lương, chi lưu của sông Hồng. Trải qua thời gian, sông đổi dòng, khúc sông còn lại là hồ Bán Nguyệt.
Có người lại bảo, để đắp đê phòng nước, phía trước đều sâu, không thể đắp được, nên người xưa đã đắp theo chỗ nước nông, thành hình bán nguyệt. Nhưng dù là thiên tạo hay nhân tạo thì hồ Bán Nguyệt vẫn là đệ nhất phong quang của phố Hiến, đặc trưng để nhận dạng về Hưng Yên. Tọa lạc bên hồ là đền Trần. Đây không chỉ là công trình kiến trúc cổ độc đáo mà có ý nghĩa đặc biệt với người Hưng Yên và phố Hiến. Vì nơi đây được xây dựng để thờ vị anh hùng nổi tiếng của dân tộc, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đền được xây dựng từ thế kỷ 13 để nhớ công ơn của Hưng Đạo Vương khi đánh quân Nguyên lần thứ hai ghé qua mảnh đất phố Hiến để chiêu mộ thêm binh lính và lương thực. Trải qua thời gian, mưa nắng, ngôi đền đã được trùng tu nhiều lần, song vẫn giữ gần như hình dạng và kiến trúc ban đầu. Đền có kiến trúc chữ Tam gồm 5 gian đại bái, 5 gian trung từ và 3 gian hậu cung. Trong đền, hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị đặc biệt như khám thờ, ngai thờ, hương án, bia ký, sắc phong và nhiều cổ vật giá trị có giá trị khác được nhân dân gìn giữ trong suốt nhiều thế kỷ qua. Đây cũng là ngôi đền nổi tiếng linh thiêng được nhiều du khách thập phương khắp mọi miền đất nước đến viếng thăm và chiêm ngưỡng. Cách đền Trần khoảng 50m là đền Mẫu, thờ Dương Quý Phi. Bà là quý phi của vua Tống. Khi nhà Tống bị họa diệt phong, để giữ trinh tiết khi bị quân thủ truy sát, bà đã gieo mình xuống biển Tuẫn Tiết. Tương truyền đền rất linh thiêng. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, đền Mẫu được xây dựng năm 1279, đời Trần Nhân Tông. Trải qua nhiều lần trùng tu, vào năm Thành Thái thứ 8, 1896, đền được trùng tu lớn và có quy mô như ngày nay. Nghi môn của đền Mẫu có kiến trúc kiểu chồng diêm 2 tầng, 8 mái, rất đẹp và đặc sắc. Cửa xây vòm quấn, có một cửa chính và 2 cửa phụ. Qua nghi môn là sân đền, giữa sân có cây cổ thụ 700 năm tuổi, được kết hợp bởi 3 cây xanh đa si quấn lấy nhau, tạo thế chân kiềng vững chắc, bao trùm toàn bộ ngôi đền. Cây cổ thụ này được nhiều nhà khoa học đánh giá là cây có tuổi thọ cao, độc đáo và đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Ngoài kiểu dáng kiến trúc độc đáo, hiện đền Mẫu còn lưu giữ nhiều cổ vật quý hiếm như 100 que thẻ bằng gỗ có từ 400 năm trước. Mỗi que thẻ có 4 câu thơ chữ Hán. Chiếc giường cổ của Dương Quý Phi, đây cũng là chiếc giường cổ độc đáo còn lại duy nhất ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, người xưa có câu ca rằng ai về tỉnh lỵ Hưng Yên thăm đền Thiên Hậu đôi bên Nghê Chầu, con dương ngậm ngọc bích châu, con âm sữa ngọt một bầu nuôi con. Ngoài vẻ uy nghi của ngôi đền với kiến trúc hoa văn họa tiết độc đáo thì đến đây quý vị và các bạn còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đôi nghê đá ngồi chầu ở phía trước cửa nghi môn, con đực thì ngậm ngọc, còn con cái thì ôm con bú. Và chất liệu để làm nên những con vật này là bằng đá hoa cương, được tạo tác một cách rất là sinh động và khéo léo, đặc biệt là với hình ảnh của con đực ngậm ở trong miệng viên ngọc. Viên ngọc làm rất là tròn và nhẵn, và không hiểu bằng cách nào đó mà các nghệ nhân tài hoa xưa đã có thể đem được viên ngọc cho vào miệng của con vật linh thiêng này. Đền Thiên Hậu tọa lạc trên đường Trưng Trắc. Nơi đây xưa kia là Bắc Hòa Thượng Phố, là nơi định cư buôn bán của người Hoa và các thương nhân Nhật Bản. Đền được khởi dựng vào cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 do 9 dòng họ người Hoa đầu tiên đến Phú Hiến lập nghiệp, góp công, góp của xây dựng. Đền thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, vị thánh cứu khổ, cứu nạn, luôn giúp người dân đi biển Trung Quốc và là vị thần hộ mệnh của họ. Thần điện thờ và những giá trị kiến trúc mỹ thuật đều mang đậm nét văn hóa Trung Hoa. Sở dĩ đền Thiên Hậu mang đậm màu sắc kiến trúc Trung Hoa trên nhiều hạng mục như cổng nghi môn, nhà thiêu hương, mái đao và các họa tiết hoa văn khác, bởi lẽ toàn bộ kết cấu gỗ ở đây đều được thợ thủ công lành nghề từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc gia công, sau đó mới vận chuyển đến đây để cất dựng. Thank you.
Và tiếp tục cuộc hành trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn một di tích lịch sử đã minh chứng rõ nhất và tiêu biểu nhất về một thời hưng thịnh của phố Hiến xưa, đó chính là hội quán Đông Đô Quảng Hội. Đông Đô Quảng Hội được xây dựng năm 1590 do cộng đồng người Hoa ở phố Hiến xây dựng. Đây là nơi hội họp của thương nhân người Hoa, đồng thời để thờ Thái Y, Thần Nông và Thần Hoa Quang. Để xây dựng hội quán Đông Đô Quảng Hội, toàn bộ nguyên vật liệu xây dựng và đồ tế tự được vận chuyển từ 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến sang bằng đường biển, được 14 dòng họ ở Trung Hoa cùng người dân phố Hiến xây dựng lên. Tồn tại trong suốt hơn 400 năm qua, trong thời gian dài, Đông Đô Quảng Hội đã từng đảm nhiệm là nơi hội họp chứng kiến sự phồn thịnh của phố Hiến, để hôm nay du khách đến thăm phần nào mường tượng lại cảnh tấp nập trên bến dưới thuyền của phố Hiến xưa. Thưa quý vị và các bạn, chùa chuông phố Hiến vốn tiếng danh lam, vì thế mà nhiều người đã ví rằng nếu như đến với phố Hiến Hưng Yên mà chưa đến tham quan chùa chuông để thắp hương khấn Phật thì coi như là chưa đến với phố Hiến. Tên chùa gắn liền với câu chuyện huyền thoại về quả chuông có tiếng kêu vang xa ở trên bè gỗ trôi dạt vào đây năm Đại Hồng Thủy. Chùa tọa lạc tại phường Hiến Nam, chùa được xây dựng từ thế kỷ 15, có kiến trúc nội công ngoại quốc. Chùa có hệ cổng tam quan kiểu trồng diêm uy nghi, duyên dáng và lộng lẫy, gồm cổng phụ 2 tầng 8 mái, cổng chính 3 tầng 12 mái. Những tam quan kiến trúc kiểu này hiện rất hiếm và còn lại không nhiều trên cả nước. Chùa chuông còn lưu giữ nhiều hiện vật quý, trong đó có một văn bia, một khánh đá, một chuông lớn, 52 pho tượng được tạo tác tinh xảo. Hai nghê đá đều có liên đại từ thời Lê cùng nhiều hiện vật giá trị khác. Đây là những báu vật, nguồn tư liệu quý để nghiên cứu về phố Hiến. Nhiều nhà nghiên cứu và khách thập phương đã từng so sánh chùa chuông của phố Hiến, chùa Tây Phương tỉnh Hà Tây và chùa Dâu tỉnh Bắc Ninh là những công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, mảnh đất Hưng Yên không chỉ là nơi có bề dày lịch sử mà còn là một vùng đất có truyền thống văn hiến. Minh chứng cho điều này đó chính là sự hiện diện của văn miếu Xích Đằng, nơi thờ Khổng Tử và ghi danh những người đỗ đạt của mảnh đất Hưng Yên, phố Hiến. Theo từ điển Địa danh Văn hóa và Thắng cảnh Việt Nam, hiện cả nước chỉ có 6 văn miếu: Văn miếu Quốc Tử Giám, Văn miếu Huế, Văn miếu Hưng Yên, Văn miếu Hải Dương, Văn miếu Bắc Ninh và Văn miếu Đồng Nai. Văn miếu Hưng Yên còn được gọi là Văn miếu Xích Đằng vì được xây dựng trên đất làng Xích Đằng, phường Lam Sơn, được xây dựng vào thế kỷ thứ 19. Trải qua thời gian, đến nay đã trùng tu nhiều lần, song vẫn giữ được nguyên hình dạng như khi mới xây dựng. Ngoài các cổ vật quý hiếm thì hiện vật lưu giữ có giá trị ở đây là 9 bia đá khắc tên tuổi học vấn của 161 vị đỗ đại khoa ở trấn Sơn Nam xưa, trong đó có 138 người quê Hưng Yên đỗ đạt trong các khoa thi thuộc các triều đại Trần, Mạc, Lê, Nguyễn, với nhiều người có học vị cao như Trạng Nguyên Tống Chân, Dương Phúc Tư, Tiến sĩ Lê Như Hổ, vân vân. Văn miếu Xích Đằng là di tích thể hiện rõ truyền thống văn hiến, hiếu học của người dân phố Hiến, điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách. Nếu có dịp đến với phố Hiến Hưng Yên vào tháng 3 âm lịch hàng năm, du khách sẽ được hòa mình vào các lễ hội dân gian truyền thống mang đậm nét văn hóa truyền thống của cư dân sông Hồng đã được người dân phố Hiến lưu giữ và bảo tồn hàng trăm năm qua. Thông qua các lễ hội với những tích trò hay, nghi lễ đặc sắc sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn có thể mường tượng lại một thời quá khứ hào hùng của phố Hiến sầm uất xưa. Lễ hội dân gian phố Hiến là lễ hội có quy mô lớn trong cả nước. Đây là lễ hội
của chuỗi những lễ hội được tổ chức trong không gian văn hóa rộng, được tổ chức ở nhiều cụm di tích lịch sử văn hóa đặc sắc của phố Hiến. Với sự tham gia của nhân dân 12 phường xã của thị xã Hưng Yên và hàng vạn du khách trong và ngoài nước tham gia. Ngoài phần lễ đặc sắc mang đậm nét văn hóa của quê hương Hưng Yên, Văn Hiến, như phần rước kiệu của hàng nghìn người tham gia, đoàn rước luôn kéo dài 2 km qua các dãy phố chính và các đền chùa miếu mạo của thị xã Hưng Yên, thì phần hội cũng bảo lưu nhiều yếu tố văn hóa bản địa với nhiều trò chơi dân gian cổ được gìn giữ bảo lưu đến ngày nay, như thả đèn trời, thi đi cầu kiều, đua thuyền, trọi gà, kéo co, hát đối, vân vân. Không chỉ được hòa mình vào không khí đặc sắc của lễ hội dân gian phố Hiến, đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món quà quê đặc sắc và nổi tiếng không đâu có ngoài phố Hiến. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu người dân phố Hiến vẫn tự hào rằng nhãn là món quà trời ban tặng cho mảnh đất phố Hiến. Kỳ lạ thay, nhãn có ở khắp nơi trên đất nước ta cũng như là cùng một dải đất bãi sông Hồng. Thế nhưng chỉ có nhãn ở Hưng Yên mới được coi là vua của loài nhãn. Cái cảm nhận đầu tiên của du khách khi đến với phố Hiến Hưng Yên đó chính là nhãn. Nhãn xù xì cổ thụ trên các đường phố, nhãn xanh rì ngút ngàn tầm mắt trong các trang vườn trại. Nhãn phố Hiến được trồng nhiều ở ven đê từ Đằng Châu, Xích Đằng, phường Nam Sơn đến các trang trại phường Hồng Châu, Quảng Châu, Hồng Nam. Nếu du khách mải bước bộ hành trên đất Hưng Yên thì chỗ nào cũng bạt ngàn nhãn. Vào khoảng tháng 2, tháng 3 âm lịch là mùa nhãn ra hoa. Hoa nhãn có màu trắng thuần khiết, thơm dịu. Đến phố Hiến mùa này, nếu quá say mê với mùi hương quyến rũ, du khách sẽ thả bước cho hương hoa nhãn đưa tới những vườn ong để xem ong đi lấy mật, xem người dân phố Hiến quay mật, thứ mật nhãn vàng óng, bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Ngoài được thưởng thức thứ mật tinh khiết vừa được quay ra từ những mẻ đầu mùa, du khách đừng quên mua một vài can mật ong nhãn về làm quà cho người thân hay để dành dùng quanh năm rất tốt. Vào tháng 6 âm lịch là mùa nhãn chín. Khắp nơi trên vùng đất Hưng Yên, đâu đâu cũng gặp cảnh người dân hối hả thu hoạch nhãn. Nhãn Hưng Yên có nhiều loại. Nào là nhãn thấp, nhãn nước, nhãn cùi, nhãn lồng, hương chi, đường phèn được thu hoạch từ những vườn trại mới trồng, đến những cây nhãn vài chục đến hàng trăm năm tuổi. Trong đó còn cây nhãn tiến vua, nhân dân còn gọi là cây nhãn tổ, vẫn tỏa bóng mát và dâng cho đời những trái ngọt. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng mô tả, mỗi lần bỏ trái nhãn vào miệng thì từ trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh trời cho. Yếu tố nào để tạo nên hương thơm vị ngọt của nhãn phố Hiến Hưng Yên? Chưa ai dám khám phá ra điều bí ẩn đó. Để minh chứng điều này, mời bạn thử đến phố Hiến vào mùa nhãn để thưởng thức. Nào là nhãn lồng, hương chi quả to, vỏ láng, cùi dày, giòn thơm để tiếp khách làm quà biếu. Nào là nhãn nước, cùi trong như hổ phách, hạt nhỏ ăn ngọt mát, hương thơm lạ lùng. Còn nếu ăn thứ nhãn đường phèn, vị ngọt sẽ lan từ đầu lưỡi đến chân răng rồi lan khắp cơ thể. Nhãn được sấy khô, bỏ hột là vị thuốc quý, bổ âm, ngâm rượu. Mỗi ngày uống một vài chén sẽ ăn ngon, ngủ sâu, tinh thần thoải mái. Còn quả nhãn phơi khô cả cành, ngày Tết thêm mấy cành lá xanh sẽ là niềm vui bất ngờ cho người chơi sành điệu. Thưa quý vị và các bạn, nếu như nhãn của phố Hiến được mệnh danh là vua của loài quả, thì sen của Hưng Yên được mệnh danh là vương hậu của loài hoa. Đến phố Hiến vào mùa nhãn chín cũng là mùa hoa sen nở, dâng thứ hương thơm thuần khiết và quyến rũ cho đời. Cũng bởi là sen và nhãn là những thứ đặc sản của mảnh đất phố Hiến, mà nơi đây còn được mệnh danh là vùng đất sen trắng nhãn lồng. Sen Hưng Yên được trồng nhiều trong các hồ đầm, mương và ao làng ven sông. Riêng sen phố Hiến có nhiều trong các đầm hồ với hai giống sen quý hiếm là sen hồng và sen trắng. Sen không chỉ là loài hoa đẹp mà các bộ phận của cây sen đều là những vị thuốc quý. Hạt sen chữa thần kinh suy nhược mất ngủ, tâm sen chữa tim hồi hộp an thần. Hoa sen ướp chè uống thơm mát,
hạt sen được dùng làm mứt, đồ xôi, nấu chè. Vào những ngày hè oi ả, nếu được thưởng thức bát chè sen Long Nhãn thơm mát, hẳn không thể quên cái vị thanh trong ngọt dịu và khó có thể tả hết thanh vị của thứ chè đặc sản này. Mời bạn một lần đến Hưng Yên để thưởng thức. Thưa quý vị và các bạn, ẩm thực phố Hiến Hưng Yên có rất nhiều món ăn ngon. Nó không chỉ đặc sắc và bổ dưỡng mà còn trở thành nét văn hóa rất riêng của cư dân đồng bằng sông Hồng, đã được chế biến từ các sản vật sẵn có tại địa phương. Nào là canh cá, ếch om, nào là chả gà, cháo chai vân vân. Song những người Hưng Yên xa quê và cả những khách thập phương khi đến thăm với phố Hiến Hưng Yên thì đều nhớ đến một món ăn rất dân dã và khó quên, đó chính là món bún thang, món đặc sản của người dân phố Hiến. Ở phố Hiến có nhiều quán bún thang, nhưng ngon hơn cả là bún thang của nhà hàng Thế Kỷ. Cửa hàng của bà vốn không có biển hiệu, khách ăn quen gọi cửa hàng bằng cái tên của bà và cũng ngụ ý món ăn này tồn tại ít xa cũng 100 năm. Nguyên liệu để làm bún thang bao gồm lươn, giò lụa, trứng rán, gà luộc, thái chỉ, tẩm nghệ xào vàng. Khách đến bà gắp món, xúc nhân nhanh thoăn thoắt và loáng cái, bát bún thang đã là một tác phẩm đầy màu sắc. Cái trắng của bún văn tiêu làm nền, cái vàng của nhân lươn, nhân gà được tôn lên bởi những lá rau răm xanh dờn. Thêm thìa mắm tôm và muôi nước dùng bốc khói, bát bún như ân cần mời mọc. Bún thang làm không khó, nhưng làm được ngon không phải dễ. Thời trước, không có mì chính thì nước dùng được hầm với xương lợn, xương gà, cua đồng, tôm he và xá sùng. Váng nước được hớt đi, còn lại là lượng nước trong béo ngậy. Bí quyết của nhà hàng là mọi thứ nguyên liệu được chế biến đủ độ chín tươi, liều lượng cân đối, không non tay, cũng không già lửa. Kế thừa những giá trị tốt đẹp và truyền thống của quê hương Văn Hiến, kể từ ngày tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, Đảng bộ và nhân dân thị xã Hưng Yên luôn chung tay góp sức xây dựng lên một thị xã Hưng Yên trên nền tảng của phố Hiến đang khởi sắc và thay đổi từng ngày. Người Hưng Yên đi xa lâu ngày có dịp về thăm quê đều có chung một cảm nhận là quê hương đang thay da đổi thịt. Còn khách du lịch đến với phố Hiến đều cho rằng đây sẽ là một thành phố bên sông êm ái và thơ mộng. Du khách đến đây được thả bộ trên đường phố phong quang sạch đẹp, thăm ngắm phố phường, hiểu buôn những đặc sản của phố Hiến, dạo bước qua quảng trường êm ả, vui bước bộ hành ra thăm cầu Yên Lệnh nối Hưng Yên với tỉnh Hà Nam, để rồi phóng tầm mắt ngắm sông Hồng đỏ lặng phù sa và những làng mạc chủ phú, hẳn sẽ có một cảm giác thanh bình để quên đi những lo toan mệt nhọc thường ngày. Khi chúng tôi ghi những hình ảnh này, thị xã Hưng Yên đang gấp rút hoàn thành cơ sở vật chất như thi công đường Nguyễn Văn Linh, đại lộ rộng 54m chạy dọc thị xã, khu liên hiệp thể thao và khu đại học phố Hiến cùng nhiều khu dân cư mới chuẩn bị để thị xã lên thành phố Hưng Yên vào đầu năm 2009 này. Trên cơ sở truyền thống Văn Hiến và nền tảng của đô thị đã từng nổi tiếng trên thế giới trong nhiều thế kỷ. Ngày nay, với lợi thế giáp thủ đô Hà Nội, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi qua Hưng Yên, cách phố Hiến chừng 20 km đã được khởi công. Quốc lộ 38 nối đường 1 với thành phố Hải Dương đang được nâng cấp mở rộng. Từ quốc lộ 1 qua cầu Yên Lệnh, qua sông Hồng đến phố Hiến chỉ chưa đầy 10 km. Hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận tiện, tỉnh có cơ chế chính sách thông thoáng cùng tinh thần lao động cần cù sáng tạo của người Hưng Yên. Nhất định, phố Hiến, Hưng Yên sẽ là thành phố trẻ năng động, một điểm đến hấp dẫn với khách du lịch gần xa. Đến thăm phố Hiến cũng là điều kiện để du khách đến các điểm du lịch và danh thắng đẹp nổi tiếng khác của Hưng Yên như cụm di tích Đa Hòa Dại Trạch, nơi thờ chùa Đồng Tử Tiên Dung ở huyện Khoái Châu, một trong tứ bất tử của nước Việt. Thăm cụm di tích Hải Thượng Lãn Ông ở huyện Yên Mỹ, nơi thờ đại danh y Lê Hữu Trác. Đồng thời ghé nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng kiên định, kiến trúc sư tài ba của công cuộc đổi mới đất nước.
chiêm ngưỡng di tích lịch sử đền Tống Chân, huyện Phù Cử, nơi thờ Trạng Nguyên Tống Chân và nàng Cúc Hoa, để nghe người dân ở đây kể lại câu chuyện về lòng thủy chung hiếu nghĩa. Thăm khu di tích lịch sử Phù Ủng, huyện Ân Thi, nơi thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão, danh tướng có công lớn trong chống giặc Nguyên Mông và là con rể yêu của Hưng Đạo Vương Trần Hưng Đạo, cùng hàng trăm địa danh khác đã đi vào lịch sử của dân tộc. Tham quan các di tích xong, nếu khi ra về qua quốc lộ 5, quý khách nhớ đừng quên mua ít tương bần đặc sản của Hưng Yên, ngon nổi tiếng đã có từ rất lâu đời. Thưa quý vị và các bạn, trải qua nhiều thế kỷ tồn tại và phát triển của mình, phố Hiến Hưng Yên còn rất là nhiều điều hấp dẫn mà trong thời lượng của chương trình có hạn nên không thể giới thiệu hết được những địa danh, những làng nghề của vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống văn hiến này. Vâng, tất cả vẫn còn đó để chào đón quý khách đến tham quan và khám phá những nét đẹp tự nhiên, những danh lam thắng cảnh và những món ăn đặc sắc, truyền thống. Và hơn cả là tấm lòng cởi mở, chân tình và hiếu khách của người dân phố Hiến Hưng Yên. Xin chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại.